And now I want to interview you. So you say, what? Mm. This is what fruit? What? Yeah. What is this? Mm. It's what? Don't. So it's what? Yeah. You ask me. What is it? What is it? Yeah. It's what? Ask me. What is this? Nah. No. Bây giờ anh hỏi em. What is this? hỏi đi. Chơi chữ nhau. Bây giờ anh hỏi em. What is this? Không chơi. Hỏi đi. Ok. Xong rồi qua đường chân miếu. Em có biết là anh nói với cô hàng xóm ở chung cư thế nào? Có một con bé hàng xóm ở chung cư, nó là mẹ đơn thân, xinh lắm. Thế nó ở cạnh nhà. Thế một hôm nó sang nó hỏi, anh ơi, cho em hỏi thì em phòng wifi nhà em thì hỏng rồi. Wifi nhà anh em vẫn bắt được qua tường. Thì anh cho em hỏi là thì cái password của nó là gì? Thì anh bảo là tí anh sang. Không? Anh bảo là tí anh sang. Thế vợ nó nghe thấy nó lại tưởng mình làm gì là tí anh sang. Con kia nó cũng bảo tưởng tí anh sang mà không. Phát luôn nhà anh là tí anh sang. Xong cái cùng nào anh kết quả? Nó vào thì nó bảo ừ, nó vào thì đúng là đúng, okay. Nó vào được. Ừ. Ok à? Ok. Thế sao là sao là không? Sao là anh em sẽ ra xảy ra anh có cửa. Bảo em ơi, vậy xong anh đọc là tí anh sang có được không? Thế là em mới giờ hỏi ok. Okay. Thế là vào thôi. Xong anh lại hỏi why you ok. Đúng như em hỏi what là cái quả gì đấy. Vị nó thế nào em? Vị như nào nhỉ? Vị nó hơi giống quả dưa. Nó hơi giống quả me. Hơi giống quả me. Chua hơi chua chua, hơi ngọt ngọt. Mấy loại quả này là... hoàn toàn khác nhau về. Nó là trộn lẫn của nhiều loại quả me này, dưa này. Cái này là quả đằng kia kìa. Anh phải cho trông như quả dưa lưới bé. Sau đó là bổ nó ra. Ở bên trong nó sẽ có cái màu như quả me. Sau đó anh phải cạo nó ra, cho vào, cho đường, cho đá vào ăn rất là yummy. Very good. Very good. And this is fruit called what? 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 Very good.